Xin chào quý vị đang xem chương trình Việt View Tâm lý sức khỏe gia đình và cộng đồng của đài Lý do Sài Gòn TV 57.7. Chúng tôi là Peter Nguyễn và bên phải chúng tôi là bác sĩ Giao Nguyễn. Hồi nãy quý vị đang nghe phần đầu thì chúng tôi đã giới thiệu về cái lớp học thứ 10 của hội yểm trợ sức khỏe tâm thần người Việt quận Cam. Thì một lần nữa xin quý vị coi trên màn ảnh lớp học thứ 10 sẽ bắt đầu ngày thứ bảy 17 tháng 6. Và để ghi danh xin quý vị ghi xuống số phone, email để liên lạc cho chị hội trưởng là chị Anh Đào Huỳnh. Hạn chót ghi danh là ngày Chủ nhật 4 tháng 6. Và lớp sẽ tổ chức ở cũng ngay cộng đồng của chúng ta thôi. Đường ngã tư đường Euclid và Garden Grove, cái trung tâm gọi là Wellness Center, địa chỉ ở trên màn ảnh. Lớp học 14 tuần liên tiếp, 9 giờ sáng đến 12 giờ giờ trưa. Và lớp học này cần quý vị phải đi đầy đủ, cố gắng đi đầy đủ 14 tuần liên tiếp. Thì bây giờ quý vị nào đang coi cái chương trình này biết được bạn bè mình, anh chị em, trong người thân trong nhà mình mà biết được có nhu cầu mà họ không có tivi chương trình này, xin quý vị chuyển đến cái này cho họ để họ có thể liên lạc với chúng tôi, để họ có thể đăng ký ghi danh. Và phía đây nhấn mạnh là một lần nữa lớp học dành ưu tiên cho những người nào mà chưa có bao giờ ghi danh học bao giờ cả, những người hoàn toàn là không biết gì về tâm bệnh, chưa bao giờ học hết, để cho họ có cái cơ hội để học. Thì bây giờ thôi, thì đó là cái tin tức. Và cái quan trọng nữa là cái đi bộ lần thứ hai của hội nữa. Quý vị, cái này là save the date, thì quý vị ghi xuống cái ngày đi bộ. Chúng tôi sẽ tổ chức ngày đi bộ là ngày Chủ nhật 1 tháng 10 ở My Square Park. Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn trong những tháng kế tiếp về cái ngày đi bộ này. Thì hôm nay quý vị, tại hứa với quý vị hôm rồi bác sĩ Giao với chúng tôi nói là trong 3 tháng thì 2 tháng trước mình đã nói về vấn đề sức bệnh tâm thần là gì. Mình đã nói về những cái cách thức điều trị, thuốc men, tâm lý trị liệu, cách sống. Và hôm nay cái đề tài cũng không kém phần quan trọng là vấn đề phòng ngừa. Bác sĩ nghĩ sao về khi mà nói cái từ phòng ngừa về bệnh, bác sĩ nghĩ có cảm tưởng như thế nào để chia sẻ với mọi người? Cảm ơn Peter. Thì khi mà mình nói về phòng ngừa bệnh đó, thì như quý vị biết rồi đó, phòng ngừa bệnh lúc nào cũng tốt hơn là chữa bệnh hết. Cho nên y khoa thường thường người ta hay nghiên cứu để mà biết được mình phải làm cái gì để ngăn ngừa bệnh nó xảy ra. Ví dụ là bệnh tim mạch chẳng hạn, thì mình ăn bớt mỡ, bớt đường, bớt muối thì đỡ bệnh tim mạch hơn, huyết áp nó giảm và do đó bệnh tim mạch nó đỡ hơn. Còn về bệnh phổi chẳng hạn, thì mình bớt hút thuốc thì sẽ đỡ bị viêm cuống họng, đỡ bị ung thư phổi. Rồi mình tránh xa những môi trường mà không khí nó có nhiều, nó bị ô nhiễm nhiều, mình sẽ bị viêm cuống họng với lại viêm phổi nhiều hơn. Bệnh gan cũng vậy, mình uống rượu uống bia nhiều quá thì sẽ đưa đến xơ gan và ung thư gan. Thì cái bệnh tâm thần nó cũng vậy thôi. Có nhiều người nghĩ là cái bệnh tâm thần mình không có ngăn ngừa nó được, nhưng mà thực sự ra mình có thể ngăn ngừa nó được. Ví dụ là mới đây một cái nghiên cứu nó mới ra cách đây 3-4 ngày hôm nay thôi, thì người ta đã chứng minh được rằng cái hội chứng hậu chấn thương tâm lý là PTSD đó, người ta làm một nghiên cứu rất là lớn, nhiều cái trung tâm khắp cả nước Mỹ cùng làm một cái chương trình đó để mà nghiên cứu. Thì người ta thấy có một lần đầu tiên người ta thấy được rằng nó hội chấn thương tâm lý nó có di truyền được, thì có khoảng chừng 30-40% là di truyền. Do đó khi mình biết được nào người nào mà có thể dễ bị bệnh hội chứng tâm lý đó, thì những người đó nên tránh xa những cái trauma chẳng hạn, những cái chấn thương tâm lý chẳng hạn. Thì không phải có ai trải qua những trauma thì cũng bị PTSD hết, cũng như là không phải ai hút thuốc thì cũng bị ung thư phổi hết, có người bị ung thư phổi có người không. Bởi vậy cho nên mình, khi mà mình biết được rằng người nào cái xác suất bị bệnh nó cao hơn thì người đó nên tránh những cái gì mà có thể đưa đến những cái bệnh cho người đó chẳng hạn. Thì hôm nay tôi cũng muốn nói có hai cái nhóm bệnh khác nhau. Một cái nhóm bệnh thứ nhất nó là cái bệnh rối loạn tâm thần, thì nói tiếng Anh nó là cái trục số 1 đó. Những cái bệnh đó như là những bệnh mà mình thấy thường xuyên như là trầm cảm, rồi hay lo lắng,
rồi PTSD, rồi schizophrenia. Cùng lúc đó có một cái nhóm bệnh khác, nó gọi là rối loạn về nhân cách đó. Thì những người mà rối loạn về nhân cách có nghĩa là có những người đó thì có thuốc, có những cái loại bệnh thì thuốc có thể không có thể chữa được, như là những người người ta gọi là cái rối loạn nhân cách phản xã hội, nó là tiếng Anh nó là antisocial personality disorder. Thì những người đó thì không có thuốc nào chữa được hết, cho nên họ cứ ra tù vào khám hoài. Rồi có những người họ lúc nào họ cũng ở cái ranh giới giữa psychosis và neurosis, có nghĩa là loạn thần với lại thực sự là tôi không biết cái neurosis tiếng Việt là gì nữa. Cái đó không. Nhưng mà thì nói chung là những cái rối loạn về nhân cách á, thì mình không có thể chữa được. Mà mình cách nào mình biết những người mà rối loạn về nhân cách chẳng hạn, thì những người đó mà mình tiếp xúc với họ, mình nói chuyện với họ, mình làm việc với họ, mình có cảm thấy như là bị họ lợi dụng, lừa dối, hoặc là họ lấn ép mình chẳng hạn, để mà đem đến cái lợi cho họ, thì rất là có thể là những người đó có những cái rối loạn về về nhân cách. Thì nói chung, nói về ngăn ngừa bệnh tâm thần thì nó cũng rất là đơn giản, nó giống như là những cái loại bệnh khác thôi. Cái thứ nhất là ăn uống. Người ta đã chứng minh rất là rõ ràng là những cái gì mình ăn, mình uống nó có ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe tâm thần của mình. Mình ăn uống ví dụ như là gạo chẳng hạn, thay vì mình ăn gạo trắng thì mình ăn gạo nâu. Rồi mình ăn rau cải nhiều, mình ăn cá nhiều, bớt thịt bò, bớt thịt heo, ăn thịt gà nhiều hơn chẳng hạn, ăn cá là tốt hơn hết. Rồi người ta đã chứng minh được rằng những cái món thức ăn như vậy nó có những cái chất như là omega 3 fatty acid, nó giúp bảo vệ, nó bảo vệ cho những cái tế bào óc của mình. Rồi ngoài ra nó có những cái vitamins, nó có những cái chất này chất kia để mà giúp cho những cái tế bào của mình nó được lành mạnh hơn, nó được tốt hơn. Rồi cái thứ hai là thể dục thể thao. Mình nên hoạt động thường xuyên. Trong cái cuộc sống bây giờ thì phần nhiều chúng ta làm việc, có nhiều người làm việc trong văn phòng thì ít vận động cơ thể. Rồi có nhiều người, ngay cả những người làm máy móc chẳng hạn, họ cũng ít vận động về cơ thể lắm. Cho nên nếu mà chúng ta có thể vận động được cơ thể nhiều hơn, và do đó trong người mình nó tiết ra những cái chất như là endorphins, những cái chất endocannabinoid, những cái chất mà nó giúp cho sức khỏe của tâm thần của mình được tốt hơn, thì mình rất là nên làm. Bởi vậy cho nên mỗi ngày nếu mà quý vị đi bộ được khoảng chừng 10.000 bước chẳng hạn, nó là khoảng chừng 6 cho đến 7 cây số đó, là 4 hay là 4 mao chẳng hạn, thì rất là tốt. Còn nếu không, nếu quý vị không có đủ thì giờ đi làm cái đó để mà đi bộ nhiều như vậy, thì đi bộ một tuần 3-4 lần chẳng hạn. Rồi cái thứ ba là nói về giảm bớt những cái áp lực trong cuộc sống. Thì chúng ta cái cuộc sống càng nhiều nó càng áp lực bao nhiêu á, thì cái cơ thể mình nó càng tiết ra những cái chất như là những cái stress hormone như là cortisol chẳng hạn. Cái chất cortisol đó sẽ đưa đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Nó đưa đến khi mà mình gặp những cái gì mà mình phải đương đầu với gì mà nó nặng nề, nhưng nghiêm trọng á, thì cơ thể mình nó tiết ra cái chất cortisol nhiều lắm. Bởi vì người ta gọi là stress hormone. Thì nó có thể ảnh hưởng đến tim gan mình, nó ảnh hưởng đến đến những cái tế bào óc của mình. Cho nên mình phải bớt đi những cái stress đó để nó chớp rồi chớp. Cho nên chúng tôi sẽ quay lại nói chuyện với quý vị sau.